Mẹ đến ăn tối hả? Là tiệc đứng đấy. Mẹ chưa thay đồ, bà chỉ cần bỏ mũ ra thôi. Cháu cứ làm như dễ lắm ấy. Tôi muốn mọi bề mặt trong nhà này phải sáng lấp lánh. Thư từ vừa đến thưa ngài. Đức vua và hoàng hậu sẽ đến đây. Sao cơ? Hay rồi đấy. Bữa trưa hoàng gia, lễ duyệt binh và cả bữa tối nữa. Tôi phải ngồi xuống để bình tĩnh lại mới được. Tôi là quản gia của đức vua. Tôi đến Đao Trần làm tiền trạm cho ngài. Quản gia của hoàng gia thật đáng sợ. Đừng có cản đường tôi. Tôi là đầu bếp của đức vua. Tôi cần dầu ô liu ngay. Ông ta bảo cần cái kẹp tai kìa. Tôi cần ông giúp Carson. Sáng mai tôi sẽ tới thưa tiểu thư. Tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi là người hầu của phu nhân bác cho. Phải thừa nhận là tôi thích cô ấy. Cô ta là con nhóc xảo trá mưu mẹo. Chị chỉ nói nhảm nhí. Không cần phải tranh cãi đâu. Mẹ không tranh cãi, mẹ đang giải thích. Nhân viên của tôi không có việc gì để làm ấy, không? Bị sỉ nhục như thế này thì không được. Xin lỗi. Chúng ta muốn bảo vệ danh dự của Downton. Ta phải phản kháng. Như thế là phản quốc. Tôi có cảm giác rằng anh hiểu được những suy nghĩ trong tôi. Những ngày qua khiến cháu suy nghĩ. Chúng ta đang làm gì đây? Ta có nên tiếp tục duy trì nữa không? Dinh thự Đao Trần là trái tim của cộng đồng này. Và tiểu thư đang duy trì nhịp đập của nó. Họ tới rồi. Anh Mosley. Đón xem bộ phim Dinh thự Đao Trần trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K-Cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, VTV Cap, các ứng dụng Internet OTT, FPT Play.